Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ review với các bạn một cuốn sách về một chủ đề mà mình tin rằng là rất nhiều người quan tâm. Cuốn sách đã có tên Sự thật tàn nhẫn về gia đình, con cái và tiền bạc. Đó là một cái mối quan hệ giữa gia đình với con cái cùng với tiền bạc, là một quan hệ rất là nhiều chiều. Trong cái cuốn sách tác giả sẽ đề cập đến thì sẽ gồm rất là nhiều chương và được chia thành các phần chính. Phần thứ nhất là về vấn đề tình yêu, tức là khi trước khi kết hôn. Thứ hai là sau khi kết hôn, khi có con cái và các mối quan hệ đó trong gia đình. Tất cả những mối quan hệ này sẽ tập trung và chủ yếu đi quanh cái vấn đề về tiền bạc. Và ngay từ đầu cái cuốn sách khi được viết lên thì tác giả có đề cập đến một yếu tố mà mình thấy rất là hay, đó là đế chế gia đình. Như mình đã review trong những cái chương trước, khi mà mình đang bắt đầu đọc cái cuốn sách này thì mình có nói đến cái việc là theo quan sát của mình, những cái gia đình nào rất thành công, gia đình nào rất giàu có và gia đình nào rất hạnh phúc, họ tạo dựng được một cái đế chế vô cùng thân thiết và khăng khít. Và những cái điều đấy mình đã nhìn trong những cái gia đình người bạn của mình. Và mình phát hiện ra rằng là những cái gia đình mà tạo được một cái đế chế đó, họ ủng hộ, họ củng cố, ủng hộ tất cả những cái mối quan hệ, và kể cả với mối quan hệ tiền bạc cũng rất là healthy. Và để tiếp tục với điều này, tác giả sẽ thường xuyên nhắc đến cái đế chế gia đình này trong tất cả các cái phần sau của mối quan hệ. Và đầu tiên, để được có được một đế chế gia đình đó thì bạn phải có được người bạn đời của mình. Tác giả có đề cập đến ở trong cái phần đầu tiên của cuốn sách là phần về tình yêu. Làm sao để chọn được một người bạn đời? Để được chọn được người bạn đời thì bạn sẽ phải trải qua những giai đoạn nào? Giai đoạn đầu tiên đó chính là hẹn hò. Trong quá trình hẹn hò và cái mối quan hệ giữa hẹn hò với tài chính thì là gì? Có thể rằng là bạn có một cái quan điểm rằng là khi mà hẹn hò thì sẽ cần phải tiêu tiền. Nhưng mà thực tế tác giả có thể liệt kê cho bạn rất nhiều cách mà khi bạn hẹn hò bạn không hề cần phải làm điều đó. Bạn có rất nhiều cách, như là bạn có thể đến thăm viện bảo tàng, bạn có thể đến thăm công viên, hoặc là bạn có thể đi dạo, hoặc là bạn có thể tham gia những hoạt động thể chất. Đó là những cái hoạt động vô cùng healthy mà lại không hề chi tiêu quá nhiều tiền bạc. Như cái cách mà chúng ta vẫn đang chi tiêu hiện nay, ví dụ như là đi ăn ở những nhà hàng sang trọng hay những cái cuộc du lịch rất là xa và tốn kém. Thì cái điều quan trọng hơn đó là cái cuộc sống hôn nhân của bạn còn sau này nữa. Tuy có thể duy trì một cuộc sống lẫn cùng một cái hẹn hò lãng mạn, nhưng mà vẫn có thể duy trì cái việc tiết kiệm của mình. Trong cái quá trình hẹn hò thì cũng cần có những quá trình là tìm hiểu và chọn lọc bạn đời. Thì cái quá trình tìm hiểu và chọn lọc bạn đời này rất quan trọng, nhưng mà nhiều khi mọi người lại bỏ qua một cái lát cắt, đó là lát cắt về tài chính. Mặc dù là các bạn có thể tìm hiểu về cái sự phù hợp về tính cách, cái sự phù hợp về đặc điểm này kia, nhưng cái lát cắt về tài chính thì thường chúng ta hay bỏ qua, và chúng ta nghĩ rằng là lãng mạn hay tình yêu hay hôn nhân sẽ có thể hoàn thiện tất cả mọi thứ. Nhưng mà thực ra thì lại không phải như thế. Và một điều tác giả đã lưu ý là các bạn hãy cần phải tìm hiểu rất kỹ về mặt tài chính của người bạn đời của mình trong tương lai. Đó là anh ấy hay là cô ấy có những cái khoản nợ dài hạn hay nợ xấu hay không, hay cái thói quen chi tiêu của anh ấy như thế nào, hay điểm tín dụng ra làm sao, hay là anh ấy có những cái thói quen xấu, các vấn đề về sức khỏe hay không. Tôi tin rằng là mặc dù trong chuyện tình cảm thì chúng ta luôn luôn mong muốn là có một cái sự lãng mạn, hay chúng ta thường thần tượng hóa những cái việc như là một cái người hoàn toàn khỏe mạnh, hoặc là nếu mà có một làm sao đấy thì mình họ có yếu đuối sau đấy thì mình có thể chấp nhận bỏ qua. Nhưng thực ra là hãy tưởng tượng rằng là nếu bạn thử đặt nghĩ lại câu hỏi trong trường hợp mà anh ấy hoặc cô ấy có một vấn đề rất nặng, ví dụ như là vấn đề về thận hay vấn đề về gan mà có thể chỉ sống được một vài năm nữa không, thì bạn có cân nhắc lại chuyện đấy hay không? Hãy thực tế, hãy hết sức thực tế, vì đây là một cuốn sách về sự thật rất là tàn nhẫn về gia đình, con cái và tiền bạc. Đó là những cái câu chuyện trong quá trình hẹn hò, lựa chọn bạn đời, lựa chọn cùng một cái ngôn ngữ tiền bạc. Khi bạn chọn bạn đời, bạn sẽ cần phải chọn cái người mà có cùng một cái ngôn ngữ với mình, hoặc là những người mà phù hợp, thích hợp, hoặc là bổ sung những cái khuyết điểm cho mình, là cần phải làm rõ điều đó. Đó là câu chuyện về hẹn hò. Vậy còn câu chuyện về hôn nhân thì sao? Trong quá trình hôn nhân thì tác giả có đề cập đến một yếu tố khá là hay mà mình tương đối đồng ý, đó là tác giả có nói rằng là thỉnh thoảng thì hôn nhân sắp đặt lại có hiệu quả. Tại vì sao? Tại vì là nhiều khi trong quá trình yêu đương á, thì mình hơi bị mù quáng là mình chỉ quan tâm đến cái việc, cái vấn đề về lãng mạn, về tình yêu thôi. Nhưng mà cái việc sắp đặt thì nhiều khi người nhà lại quan sát cho mình những cái điều đó. Cái người gia đình lại quan sát cho mình những điều đó thì quan sát cho mình như kiểu là họ sẽ xem cho mình những cái người như là môn đăng hộ đối hơn, những cái người về có thể là hiểu và cùng một giá trị với gia đình mình hơn. Mà nhiều khi thì mình không để ý hết được những cái điều đấy. Thì đôi khi nó sẽ rất là phù hợp. Nhưng mà cái người mà mai mối hay là mình vẫn không được bỏ qua những cái chi tiết như mà mình đã đề cập ở trước, là những cái tiêu chí khi lựa chọn bạn đời. Và trong cái quá trình đấy thì mình có một cái mối quan hệ trong cái hôn nhân, thì đó là cái việc mà có khả năng độc lập về tài chính. Xưa rồi cái việc mà phụ nữ phải ở nhà chăm sóc con cái, hay xưa rồi mà người chồng bắt buộc phải ra ngoài, cái này nó hoàn toàn tùy thuộc các bạn thôi. Nếu bạn có năng lực thì bạn hoàn toàn có thể làm được điều đấy, không quan trọng. Và tùy vào cái khả năng và điều kiện của các bạn thì bạn nên chấp nhận những cái thử việc như thế. Cái câu chuyện tiếp theo đó là cái việc mà tạo dựng cái nền móng quan hệ tốt cho hai vợ chồng, thì hãy ngồi xuống và trao đổi với nhau những vấn đề mà các bạn đang gặp.
Và như mình đã đề cập, chúng ta đã đề cập đến cái chương 1 về cái phần 1 về tình yêu, phần 2 về hôn nhân và phần thứ 3 không kém quan trọng đó là về con cái. Rất là nhiều người cho rằng là con cái không cần phải biết cách kiếm tiền, họ không các con không cần phải quá nghĩ về cái cuộc đời quá là vất vả hay là căng thẳng về mặt tài chính như thế. Nhưng mà thực ra rằng là dạy con cái về tài chính càng sớm càng tốt, và để cho bạn nhàn hơn, để cho bạn đỡ phải suy nghĩ nhiều hơn thì trong cuốn sách này tác giả có đề cập đến từng bước một ở từng độ tuổi tác giả sẽ dạy cho con mình làm những cái gì, và bạn có thể cân nhắc để lựa chọn theo cái lộ trình này và thay đổi theo ý bạn muốn. Ví dụ như ở 5 tuổi thì tác giả dạy con về mặt thẻ ngân hàng, hay đến 6 tuổi dạy về ATM, đến 7 tuổi dạy cách chi tiêu khi mà vào hàng tạp hóa, hay là tiếp theo là dạy con kiếm tiền, dạy con trở thành doanh nhân, tiếp theo đến tuổi tiếp theo đưa con đến văn phòng làm việc. Và ở những độ tuổi vị thành niên thì tác giả yêu cầu con cái phải kiếm tiền. Và bạn không nên đưa ra cho một con mình một cái quan điểm rằng là con cái các con thì không cần phải kiếm tiền, bố mẹ đã làm việc đấy rồi, không cần phải như thế, bởi vì dù sao chăng nữa các con sẽ phải làm điều này sau này. Chúng ta sẽ không có một cái điều gì là miễn phí cả. Hãy biết cách đưa ra những cái deal, những cái hợp đồng, những cái thỏa thuận. Ví dụ nếu con dọn dẹp nhà cửa hoặc cái gì đấy kiểu như thế, trong cuốn sách sẽ đề cập đến những cái yếu tố này để các bạn có thể tham khảo ở trong thêm này. Và mình thấy điều này rất là hay. Ngoài ra tác giả có đề cập đến vấn đề về cha mẹ đơn thân, các bạn cũng có thể cân nhắc, bởi vì xã hội hiện nay thì tương đối là nhiều những cái câu chuyện mới, những cái vấn đề mới xảy ra, thì mình biết đâu đấy nó lại giúp giúp cho mình. Tác giả cũng đề cập đến những cái bài toán, những cái vấn đề mà cho những cái cô gái, cậu bé ở độ tuổi 20 sẽ gặp về vấn đề tài chính mà mình phải quan tâm. Ví dụ như là mọi người nghĩ rằng là điểm tín dụng thì không quan trọng, nhưng mà thực ra thì ở tuổi 16 đã bắt đầu nên xây dựng cái điểm tín dụng cho mình rồi. Hay là như cái việc là bắt đầu đi thực tập, bắt đầu đi làm những công việc cá nhân để có tiền chi tiêu và có thể bắt đầu đầu tư. Hay là bạn không nhất thiết phải đi học đại học nếu đó là ý mong muốn của cha mẹ mình, mà hãy học vì nếu bạn muốn. Còn nếu không thì ở ngoài kia còn hàng trăm nghìn cách để có thể kiếm tiền. Hay là thậm chí có thể liệt kê những cái công việc có thể có cái lương rất cao, mặc dù nghe tên thì không hay nhưng mà lương rất cao, và hãy cân nhắc đến năng lực của bạn, đến sở thích của bạn để làm những công việc đó. Và cuối cùng thì đó là chương về gia đình. Đó là một cái mối quan hệ tổng thể. Trong trường hợp mà bạn làm kinh doanh gia đình, có nghĩa là nếu mà bạn làm, nếu như bạn xây dựng một cái mô hình kinh doanh trong gia đình thì điều gì là bạn sẽ gặp phải. Ví dụ như là về phần tài chính, về phần phát triển con người, về phần các cái mối quan hệ, thì bạn có muốn hy sinh cái gia đình để giữ lại doanh nghiệp hay không? Tức là thậm chí là bạn có gặp rất là nhiều vấn đề thì bạn sẽ làm như thế nào? Tác giả cũng sẽ đề cập ở trong cái phần cuối cùng này. Và cuối cùng thì tác giả sẽ đưa ra những cái câu chuyện khác nữa về cái đế chế gia đình, tức là khẳng định rằng là cái đế chế gia đình thì nó quan trọng như thế nào. Ví dụ như là tạo dựng những cái giá trị đó thì hãy tạo ra những cái ngày truyền thống để các bạn có thể ngồi với nhau để chia sẻ với nhau cả về con cái, cả về đời sống vợ chồng, cả về vấn đề tài chính. Thì mình tin rằng đây là một cuốn sách rất hay. Cuốn sách này không quá khác, khá là tương tự với một cuốn sách khác, đó là Cặp đôi thông minh sống trong giàu có, hay là cuốn sách Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Và mình thấy nó có được những cái nét tương đồng, tuy nhiên tác giả hiện đại hơn, tác giả có những cái góc nhìn và thú vị hơn, và tập trung nhiều hơn về mặt kinh doanh, và tập trung nhiều hơn về các mối quan hệ với con cái mà những cuốn sách của tác giả David Beck chưa đề cập đến. Thì nếu các bạn yêu thích cuốn sách này, yêu thích lời review mà mình vừa mới trình bày, thì các bạn có thể tìm đọc thêm cuốn sách này có tên là Sự thật tàn nhẫn về gia đình, con cái và tiền bạc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có được những cái kiến thức hữu ích trong cuộc sống của mình.